Hiếu Nghĩa và Hồng Loan rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua Gì Ở Đâu phát sóng trên kênh HTV7. Chương trình với chủ đề du lịch, giải trí và nghệ thuật hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ gửi đến quý vị khán giả rất nhiều thông tin cũng như mách nhỏ hấp dẫn trong các dịp lễ sắp tới. Mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là chúng ta sẽ đến với lễ hội hóa trang Halloween. Chính vì thế trong thời điểm hiện nay, các cửa hàng chuyên cung cấp đồ trang trí cũng đã trưng bày đa dạng các sản phẩm dành riêng cho dịp này. Và mở đầu chương trình hôm nay sẽ là thông tin ghi nhận của Mua Gì Ở Đâu về thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu tháng 10, các cửa hàng bán phụ kiện hóa trang tại thành phố Hồ Chí Minh đã tất bật nhập về hàng loạt những sản phẩm như bí ngô, mặt nạ, đầu lâu hay xương khô, tay giả. Ngoài ra, 2020 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 20 năm ra đời của ấn phẩm Harry Potter tiếng Việt tại Việt Nam, nên các loại trang phục phù thủy như áo choàng và nón cũng đã xuất hàng trở lại. Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường phim bom tấn với số lượng khá ít cũng đã ảnh hưởng nhiều đến xu hướng hóa trang năm nay. Năm nay là mọi người đều có xu hướng ở nhà, họ sẽ hạn chế ra ngoài đường. Cho nên là mình sẽ coi những cái bộ phim như là Dracula hoặc là Harry Potter. Thì năm nay sẽ trở lại cái xu hướng là áo choàng phù thủy hoặc là áo choàng Dracula, ma cà rồng. Nhằm bảo vệ sức khỏe khi vui chơi nơi đông người, nhiều bạn trẻ đã chọn mua các loại khẩu trang 3D kinh dị để làm phụ kiện hóa trang. Khác với loại khẩu trang chỉ in hoặc vẽ thông thường, khẩu trang 3D năm nay có thiết kế răng nanh nổi, tạo cảm giác chân thật và kinh dị hơn. Được biết, một chiếc khẩu trang 3D được bán với giá khoảng 50.000 đồng. Những chiếc mặt nạ ma quái và nón phù thủy cũng có mức giá tương tự. Riêng các mặt hàng trang trí điện tử như quả cầu thủy tinh hay xương điện tử sẽ có giá từ vài trăm ngàn trở lên. Chương trình sẽ được tiếp tục với sự xuất hiện của một bộ sưu tập rất độc đáo. Thưa quý vị, với niềm say mê nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ ưu tú Đức Dậu đã dành hơn 30 năm để sưu tầm và gìn giữ gần 1.000 nhạc cụ quý hiếm của 54 dân tộc Việt Nam. Nhờ đó, ông còn được biết đến với danh xưng là tỷ phú nhạc cụ dân tộc. Ngay sau đây, mời quý vị khán giả cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ sộ này. 50 chiếc trống sấm của đồng bào dân tộc Tây Nguyên với tuổi đời hơn 300 năm, hay những chiếc tù và được lưu giữ qua bao nhiêu đời. Cùng với đó là rất nhiều nhạc cụ quý hiếm của 54 dân tộc trên cả nước. Tất cả đều đang được lưu giữ tại căn nhà riêng của nghệ sĩ ưu tú Đức Dậu tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ những phòng trưng bày cho đến cầu thang dẫn lên các tầng, sự góp mặt của bộ sưu tập đồ sộ với gần 1.000 nhạc cụ đa dạng về kích cỡ dường như đã biến nơi đây trở thành một bảo tàng nhạc cụ dân tộc thu nhỏ. Tôi sưu tầm thì nói là âm nhạc thì nó có 4 bộ, bộ trống, bộ hơi, bộ gầy, bộ kéo của 54 dân tộc. Thì thực sự là nó một cánh rừng, nó cả một cái truyền thống thời gian rất lâu dài và để lại một cái tài sản ở đồ sộ. Ngoài niềm say mê với nhạc cụ dân tộc, nghệ sĩ ưu tú Đức Dậu còn sở hữu nhiều nhạc cụ đương đại độc lạ duy nhất tại Việt Nam, như chiếc trống đá được một nghệ sĩ Pháp tìm hiểu và sáng chế ra từ đá ở Thanh Hóa. Mong muốn lớn nhất của nghệ sĩ Đức Dậu là có thể góp phần lan tỏa giá trị truyền thống Việt Nam ra thế giới. Rời núi lửa, quý vị khán giả của Mùa Gì Ở Đâu, nếu như yêu thích không khí và thiên nhiên vùng biển thì cảm giác hòa mình vào biển khơi trong một không gian nhỏ nhắn nhưng lại không kém phần sang trọng và tinh tế tại khách sạn Paternoster Thụy Điển chắc chắn sẽ là một địa điểm không thể bỏ qua. Khách sạn Paternoster nằm trên đảo Hammerska, ngoài khơi bờ biển Thụy Điển. Trước đó đây là một ngọn hải đăng nhưng đã được cải tạo thành khách sạn. Bên trong khách sạn bao gồm một gian chính với 7 phòng đôi được trang trí theo phong cách vintage với màu sắc hài hòa, một khu vực ăn tối riêng biệt và một quán cà phê mùa hè. Đặc biệt hơn, tại đây còn có hẳn một phòng ngủ ngoài trời để du khách ngắm trăng và sao giữa không gian mênh mông rộng lớn cùng với sóng biển dạt dào. Đây chắc chắn sẽ mang lại một cảm giác yên bình khó tả cho bất kỳ ai có cơ hội được đến nơi này. Khách sạn nằm cách khu dân cư khoảng 8 km. Quý khán giả có thể di chuyển đến đây bằng thuyền và trực thăng. Giá thuê phòng khoảng 13 triệu đồng một đêm, đã bao gồm cả thuyền di chuyển vào ra đảo và bữa sáng. <cười>
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 đã đến gần. Một món quà handmade để tặng mẹ hay những người phụ nữ xung quanh sẽ là một gợi ý rất là hay, phải không thưa quý vị? Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ mách nhỏ đến quý vị khán giả một số cách làm thiệp Galaxy đơn giản nhưng rất ấn tượng để chúng ta có thể gửi gắm lời yêu thương đến những người phụ nữ xung quanh của mình. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi.
vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh HTV7.